Quý khán giả đến với bản tin nhìn ra thế giới của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, dịch Covid-19 đã qua đi, nhưng trong những ngày gần đây, hình ảnh người dân đeo khẩu trang như thế này lại tràn ngập trên đường phố New York. Khói mù xuất phát từ các đám cháy rừng dữ dội ở Canada đã tràn sang khu vực Đông Bắc nước Mỹ, khiến bầu trời nhiều thành phố lớn luôn mờ mịt và gây ô nhiễm không khí nặng nề. Hàng loạt hoạt động ngoài trời bị hủy bỏ, giao thông hàng không bị đình trệ và hàng triệu người được khuyến cáo nên ở nhà do không khí bị ô nhiễm bởi khói, gây rủi ro tới sức khỏe. Khói từ hơn 400 đám cháy rừng bùng phát trong nhiều ngày ở các tỉnh bang Nova Scotia, Quebec và Ontario của Canada đã bao trùm vùng Đông Bắc Mỹ, dẫn đến cảnh báo chất lượng không khí xấu tại hàng loạt thành phố, bao gồm New York, Washington và Baltimore. Thông báo của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ EPA hôm 7 tháng 6 cho biết gần 100 triệu người Mỹ sống ở những khu vực bị cảnh báo về chất lượng không khí. Ít nhất 13 bang đã bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân nên ở trong nhà, sử dụng máy lọc không khí và đeo khẩu trang chất lượng cao nếu ra ngoài. Đáng chú ý, thành phố New York được ghi nhận là nơi có không khí ô nhiễm nhất trong số các đô thị lớn trên thế giới vào chiều 7 tháng 6, khi chỉ số chất lượng không khí lên hơn 484, gấp đôi mức thường thấy ở các thành phố ô nhiễm như New Delhi của Ấn Độ và Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Chính quyền thành phố kêu gọi những người dễ bị tổn thương với sức khỏe đeo khẩu trang khi ra ngoài. Đường chân trời nổi tiếng thế giới của New York thường có thể được nhìn thấy cách xa hàng km, đã biến mất dưới màn khói. Những hình ảnh và video được đăng trên mạng xã hội cho thấy bầu trời màu đỏ nâu trong khi người dân phàn nàn về mùi khói nồng nặc. Tôi thấy rất tệ, nó làm tôi khó thở. Đáng lẽ ra hôm nay tôi sẽ tham gia kỳ thi sát hạch thực hành lái xe trên đường để lấy bằng lái xe, nhưng nó đã bị hủy bỏ. Thật thất vọng. Hôm qua khi nhìn thấy bầu trời mịt mờ, tôi còn nghĩ là một cơn bão sắp đến. Sau đó tôi bắt đầu thấy các chỉ số chất lượng không khí giảm hẳn. Vì vậy, ngày hôm nay, vợ chồng tôi bắt mấy đứa trẻ phải đeo khẩu trang. Mọi hoạt động ngoài trời của chúng đều phải hủy bỏ. Những gì đang xảy ra chỉ là tạm thời, nhưng tôi vẫn khá lo lắng. Tôi phải mua khẩu trang N95, loại này mới có tác dụng. Tôi chỉ muốn bảo vệ sức khỏe của mình và đảm bảo rằng mình không bị ảnh hưởng gì từ trận cháy rừng kinh khủng này. Không khí đầy khói đặc biệt khó chịu đối với những người làm việc nặng ngoài trời. Thống đốc New York Katie Hochul gọi tình huống này là khủng hoảng khẩn cấp, lưu ý rằng chỉ số ô nhiễm không khí ở các khu vực trong bang cao gấp 8 lần bình thường. Như chúng ta đã biết, chỉ số chất lượng không khí bình thường và an toàn là 50. Nhiều nơi trong tiểu bang của chúng ta đã đạt mức trên 400 trong 24 giờ qua. Và đó là một tình huống nguy hiểm. Nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, gây kích ứng mắt, mũi, khó thở và ho. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo người dân hãy ở trong nhà. Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ đã phát cảnh báo chất lượng không khí với hầu như toàn bộ khu vực ven Đại Tây Dương. Quan chức y tế từ các bang Vermont đến Nam Carolina và xa hơn về phía Tây như Ohio hay Kansas đã cảnh báo người dân việc ở ngoài trời có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp do mức bụi mịn trong không khí cao. Theo các chuyên gia, khói từ cháy rừng có thể dẫn đến tỷ lệ đau tim và đột quỵ cao hơn, gia tăng các ca cấp cứu vì bệnh hen suyễn và các tình trạng hô hấp khác, kích ứng mắt, ngứa da và phát ban, cùng các vấn đề khác. Mối nguy hiểm lớn nhất là đối với trẻ em, do phổi của chúng vẫn đang phát triển. Trẻ sơ sinh, 1, 2 tuổi, có thể mắc các bệnh hô hấp. Điều đó đặc biệt nghiêm trọng bởi nó có thể làm suy giảm sự phát triển hệ hô hấp của chúng. Và tất nhiên, những người cao tuổi có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc các bệnh khác cũng gặp rủi ro. Tầm nhìn giảm buộc Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA phải giảm chuyến bay từ bờ Đông và Trung Tây vào thành phố New York và thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Trung bình các chuyến bay bị hoãn khoảng nửa giờ. Các trường học ở bờ Đông đã ngừng hoạt động ngoài trời như tập luyện thể thao, dã ngoại và nghỉ giải lao tại sân chơi để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Những đám khói ở bờ Đông nước Mỹ xuất phát từ Canada, nơi hàng trăm đám cháy đã thiêu rụi 3,8 triệu hecta rừng và buộc 120.000 người phải sơ tán. Nằm ở phía bắc nước Mỹ, Canada sở hữu diện tích rừng lớn hàng đầu thế giới. Vì vậy, cháy rừng không phải là điều gì xa lạ và thường xảy ra hàng năm. Nhưng năm nay, ngọn lửa dữ dội hơn bao giờ hết, lan rộng với tốc độ chóng mặt. Mùa cháy rừng bắt đầu sớm và dữ dội bất thường khiến Canada có thể sắp phải trải qua một năm tồi tệ nhất từ trước đến nay, khi các điều kiện khô hạn và nhiệt độ cao được dự báo sẽ kéo dài trong nhiều tháng.
Theo Hội Chữ Thập Đỏ Canada, hầu hết các vụ cháy rừng hàng năm xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 9. Năm nay, cháy rừng lan rộng hơn, ảnh hưởng đến các tỉnh bang phía đông gồm Nova Scotia, Quebec và một phần của Ontario. British Columbia và Alberta cũng chịu ảnh hưởng. Các quan chức chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp tỉnh từ ngày 6 tháng 5. Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Canada Bill Blair mô tả các đám cháy rừng hiện nay là vụ việc nghiêm trọng nhất từng được chứng kiến ở Canada. Thống kê của chính phủ Canada cho thấy 423 đám cháy hiện đang hoành hành trên khắp Canada, 246 trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát. Quebec vẫn là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 154 đám cháy được ghi nhận. Chỉ riêng ngày 6 tháng 6, 45 đám cháy rừng mới đã được phát hiện trên cả nước. Khoảng 3,8 triệu hecta rừng đã bị đốt cháy, cao gấp khoảng 15 lần so với mức trung bình 10 năm, và hơn 120.000 người đã bị buộc phải rời bỏ nhà cửa tạm thời. Hơn 500 lính cứu hỏa và 150 binh sĩ đang chật vật đối phó với các đám cháy. Mọi năm thời tiết khá ẩm ướt ở Nova Scotia. Chúng tôi ít khi thấy cháy rừng ở đây. Nếu có thì cũng chỉ là những đám cháy nhỏ và không gây nhiều thiệt hại. Nhưng năm nay thì khác. Tôi đã sống ở đây 25 năm và tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ điều gì giống như vậy. Có lẽ đây là trận hỏa hoạn tàn khốc nhất trong lịch sử Nova Scotia. Gia đình tôi đã phải thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà nhanh nhất có thể khi cháy rừng xảy ra. Một số vùng của Canada đã tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế để kiểm soát các đám cháy. Mỹ và Pháp đã triển khai hơn 700 lính cứu hỏa và quân nhân hỗ trợ dập lửa. Costa Rica, Bồ Đào Nha và Chile cũng đang chuẩn bị gửi lực lượng hỗ trợ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hy vọng nước này đủ nguồn lực để đối phó với các đám cháy trong mùa hè này, nếu không sẽ phải chuyển sang các kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Cũng giống như Mỹ, nhiều vùng lãnh thổ Canada đang bị bao trùm bởi khói, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân. Thủ đô Ottawa của Canada, giáp với Quebec, bị bao phủ bởi làn sương khói, chất lượng không khí ở mức 10 cộng, mức tồi tệ nhất trong chỉ số sức khỏe chất lượng không khí của Canada. Bầu trời nơi đây cũng nhuốm một màu cam mờ mịt. Bộ Môi trường Canada dự báo tình trạng ô nhiễm do khói có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Người dân trên khắp đất nước đang bị ảnh hưởng. Chúng ta đang thấy những người dễ bị tổn thương gặp rủi ro. Các sự kiện ngoài trời đã bị hủy bỏ. Trẻ em phải ở trong nhà vào giờ ra chơi. Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm vượt qua thời điểm đáng sợ này. Khói từ cháy rừng có thể gây hại cho sức khỏe, ngay cả ở nồng độ thấp, và những người mắc bệnh phổi hoặc tim, cũng như người già, trẻ em và phụ nữ mang thai, có nguy cơ bị đe dọa về sức khỏe cao hơn. Khói không chỉ gây kích ứng bên ngoài thông qua tất cả các niêm mạc đường hô hấp của chúng ta, mà còn có thể thực sự xâm nhập vào máu của chúng ta. Đối với những người vô gia cư hoặc những ai dành nhiều thời gian ở ngoài trời, rủi ro sẽ cao hơn. Cháy rừng là thảm họa tốn kém thứ hai ở Canada sau lũ lụt, bởi cháy rừng cũng tác động tiêu cực đến ngành sản xuất dầu khí ở nước này, bên cạnh việc phá hủy rừng và nhà cửa. Nhiều yếu tố có thể gây ra cháy rừng thường bắt đầu bằng sét hoặc hoạt động của con người. Các đám cháy có nhiều khả năng bùng phát nhất khi mặt đất khô và không khí nóng. Đó là lý do tại sao mùa cháy rừng thường kéo dài suốt mùa hè. Biến đổi khí hậu cũng góp phần gây ra các vùng áp suất cao, kéo dài thời gian nắng nóng và làm trầm trọng thêm hạn hán. Tôi tin rằng những sự kiện như thế này có mối liên hệ với khí hậu. Khí hậu mà chúng ta biết đang thay đổi. Trời đang trở nên nóng hơn, khô hơn ở một số nơi và ẩm ướt hơn ở những nơi khác. Điều này sẽ khiến chúng ta trải qua một loạt các sự kiện mà chúng ta không bao giờ ngờ tới. Trong trường hợp cụ thể này, khí hậu khô nóng hơn ở Canada đã gây ra thảm họa cháy rừng khốc liệt. Cuối tháng trước, Canada đã trải qua ngày nóng nhất trong lịch sử khi thị trấn Lytton ở bang British Columbia ghi nhận nhiệt độ lên tới 49,6 độ C. Các chuyên gia nhận định, những đám cháy bùng phát tăng cường bởi nắng nóng kỷ lục ở nhiều khu vực là một dấu hiệu đáng ngại về những tác động xấu của biến đổi khí hậu, không chỉ ở Canada. Các điều kiện thời tiết khô hạn và nắng nóng kéo dài đã làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, làm cho ngọn lửa lan rộng nhanh chóng và khó kiểm soát hơn. Tình trạng này không chỉ diễn ra tại Canada và Mỹ. Cháy rừng cũng là một trong những mối đe dọa thường trực tại Chile, đất nước thường phải hứng chịu các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng kéo dài. Hồi tháng 2 năm nay, cháy rừng ở miền Trung và miền Nam Chile đã khiến hàng chục người chết, hàng nghìn người bị thương và gần 440.000 hecta rừng bị phá hủy. Để đối phó với các thảm họa tương tự trong tương lai, một dự án đặc biệt đã ra đời.
đó là thành lập đội đặc nhiệm 4 chân, gồm một đàn dê có thể ngăn ngừa tình trạng cháy rừng. Sáng kiến này đã ngay lập tức phát huy hiệu quả, mở ra hy vọng cải thiện công tác phòng chống cháy rừng ở Chile. Tại thành phố Santa Juana ở miền nam Chile, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận cháy rừng vào đầu năm nay, người dân địa phương đã có một lực lượng đặc nhiệm giúp phòng ngừa cháy rừng, đó chính là những chú dê. Những chú dê được chăn thả để kiểm soát đồng cỏ khô và các thảm thực vật khác có nguy cơ gây cháy rừng vào mùa hè. Dê sẽ ăn các đám cỏ khô, từ đó làm giảm nguy cơ thảm thực vật bị bén lửa. Phần dê cũng giúp làm giàu đất và ngăn ngừa xói mòn thêm. Phương pháp này cũng được sử dụng ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Dự án chống cháy rừng có tên gọi Buena Cabra được thực hiện từ năm 2017, bắt đầu với 16 chú dê. Đến nay đàn dê đã lên tới 150 con. Khu vực này từng bị hỏa hoạn hồi năm 2017. Sau đó chúng tôi bắt đầu nghiên cứu các phương pháp để cộng sinh với môi trường. Và thế là chúng tôi tìm ra giải pháp sử dụng đàn dê, thay thế cho việc sử dụng thuốc diệt cỏ, cắt tỉa và đốt cỏ. Trong quá trình chăn thả, đàn dê chủ yếu ăn mâm xôi và các loại cây bụi khác, làm giảm vật liệu dễ cháy trong rừng. Vì rừng quang đãng nên cũng dễ dàng hơn cho đội cứu hỏa tiếp cận nếu hỏa hoạn xảy ra. Điều này cũng ngăn không cho ngọn lửa bốc lên cao và đốt cháy ngọn cây. Hai nhà sáng lập hy vọng dự án sẽ tiếp tục được mở rộng sang những khu vực khác có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng tại Chile như một biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn hiệu quả. Trong bối cảnh cháy rừng ngày một gia tăng do biến đổi khí hậu, việc sử dụng sức mạnh của thiên nhiên và áp dụng các phương pháp sáng tạo như sử dụng đàn dê là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống cháy rừng và bảo vệ môi trường. Bản tin Nhìn ra thế giới xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.